Chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo trận đấu giữa hai câu lạc bộ Getafe và câu lạc bộ Atletico Madrid. Đây là trận đấu thuộc vòng 36 giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha và trận này sẽ được diễn ra vào lúc 3 giờ rạng sáng ngày 16 tháng 5 và theo đánh giá thì câu lạc bộ Atletico Madrid sẽ là đội được đánh giá cửa trên và sẽ chấp câu lạc bộ Getafe với mức kèo là 0,5, mức kèo cũng có thể tăng 0,75 và hạ xuống còn 0,25, mức tài xỉu là 2,25, 2,5 và 2 trái tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là mình có tạo một kênh YouTube mới tên là Di Soi Kèo. Thì bạn nào quan tâm đến những nhận định của mình để tham khảo các kèo bóng thì mong các bạn ủng hộ kênh mới của mình bằng một lượt đăng ký nhé. Mình có để sẵn đường link kênh mới ở bên dưới phần bình luận của video này. Các bạn cứ việc nhích nhẹ cái màn hình các bạn xuống dưới phần bình luận. Sau đó các bạn sẽ thấy một cái đường link màu xanh và ấn vào đường link đó, ấn thêm chữ đăng ký là xong nhé. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận này. 5 lần gặp nhau gần nhất của Getafe và Atletico Madrid, Getafe hòa 2 và thua 3 trước Atletico Madrid. 5 trận thi đấu gần nhất của Getafe thì Getafe thắng 1, hòa 2 và thua 2. Còn 5 trận thi đấu gần nhất của Atletico Madrid thì Atletico thắng 3 và thua 2. Và ở lần đối đầu này với mức kèo như thế này thì theo nhận định của mình thì lần này mình sẽ đặt niềm tin vào Getafe được chấp 0,5 nhé. Vì sao? Mặc dù trận này gặp lại Atletico Madrid thì một lần nữa Getafe vẫn như ngày nào bị đánh giá cửa dưới, nhưng mà xét về thực lực và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại thì Getafe cũng không phải một đối thủ hoàn toàn quá yếu hơn là mấy so với Atletico Madrid. Thứ hai nữa thì Getafe có được điểm tựa trên sân nhà. Và thứ ba nữa thì cũng chưa kể là nếu như hai đội hòa nhau thì chúng ta chọn Getafe được chấp, chúng ta cũng thắng kèo. Và trong bóng đá thì nó cũng chưa nói trước được nhiều điều khi mà 90 phút chưa kết thúc, không phải lúc nào cửa dưới thì phải nhận thất bại đâu. Biết đâu ở lượt trận này Getafe với đầy đủ lực lượng trong đội hình và họ sẽ là đội chơi hay hơn và có chiến thắng trước Atletico Madrid thì sao? Cho nên bạn nào tin tưởng mình ưu tiên chọn Getafe được chấp, mình nghĩ cũng sẽ rất là sáng cho các bạn. Mức tài xỉu là 2,25, 2,5 và 2 trái. Những lần gặp nhau trước đây của hai đội đa phần cũng có từ 2 hoặc 3 bàn trở lên là nhiều. Và ở những lượt trận vừa qua, cả Getafe lẫn Atletico Madrid đang có hiệu suất ghi bàn cũng đều đặn. Dự đoán cuộc đối đầu này sẽ là cuộc đối đầu hấp dẫn và có nhiều bàn thắng được ghi một lần nữa. Có thể là hai đội sẽ cầm chân nhau với tỷ số là hòa 2 đều hoặc bất ngờ 2-1 nghiêng về cho Getafe. Bạn nào tin tưởng mình nữa thì ưu tiên chọn kèo tài nha. Từ đầu thì có thể là hai đội sẽ còn thận trọng, dự đoán cũng sẽ không có bàn thắng sớm đâu. Các bạn canh tài còn từ 2 trái trở xuống, thậm chí là dưới 2 thì vào. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0,25 và tài xỉu là 0,75. Dự đoán hiệp 1 với điểm tựa sân nhà và lực lượng cũng đầy đủ thì có thể là Getafe họ cũng sẽ không để thua trước Atletico ở hiệp 1 đâu. Thậm chí là hiệp 1 Getafe mới là đội sẽ dẫn bàn trước. Hiệp 1 các bạn chọn Getafe được chấp nha và đã tài 0,75. Tóm lại trận này chốt kèo là chọn Getafe và tài ở hiệp 1 cũng vậy. Chúc các bạn may mắn, ưu tiên chọn tài hiệp 1 và cả trận này.